Trở về từ chuyến tập huấn ngắn hạn tại Philippines, bốn thí sinh của cuộc thi người dẫn chương trình 2013 đã bước vào đêm thi thứ tư với một phong thái mới, chững chạc, tự tin và chuyên nghiệp hơn. Hoàng Anh xin kính chào quý vị khán giả. Sau chuyến tập huấn tại Philippines vừa rồi về đây thì Hoàng Anh đã học được rất là nhiều điều thú vị. Trong đó thì Hoàng Anh có thể học được cách chỉnh sửa những cái khuyết điểm của bản thân. Giống như là bình thường Hoàng Anh cũng hay diễn tả cử động tay rất là nhiều, hay là hay chau mày và hay bị căng thẳng, hay để cảm xúc của mình lên rất là cao. Nhưng mà sau khóa học đó thì Hoàng Anh đã biết cách làm sao để tiết chế cảm xúc và điều khiển những giọng nói cũng như là biểu cảm của mình để quý vị khán giả sẽ ấn tượng hơn trong phong cách của mình. Chúng tôi được thực hành những cái bài làm biên tập viên, viết những chương trình của riêng mình bằng tiếng Anh. Cái điều rất là quan trọng trong việc hội nhập quốc tế đối với một người dẫn chương trình hiện nay. Sau đó chúng ta đã có một tuần để chuẩn bị cho tuần chung kết thứ tư. Và mỗi thí sinh sẽ phải dẫn một chương trình của riêng mình. Quả thật đây là một cái thử thách không hề nhỏ với tất cả chúng tôi. Ngoài cái việc phải biên tập thì chúng tôi còn có một áp lực thi cử không hề nhỏ. Nếu như ở các đêm thi trước, các thí sinh đã cho thấy khả năng xử lý tình huống, nhận xét về một chương trình sân khấu hay ứng khẩu trong vai trò bảo vệ hoặc phản biện, thì đêm thi chung kết 4, các bạn có 5 phút vào vai một người dẫn chương trình thực thụ cho 4 mảng đề tài: chính luận, sự kiện, truyền hình thực tế và giải trí. Thí sinh duy nhất có điểm số cao hơn trong phần thi này sẽ được ưu tiên bước vào đêm thi tiếp theo, đêm gala trao giải và kỷ niệm lần thứ 10 cuộc thi người dẫn chương trình 2013. Vẫn giữ được phong độ ổn định từ các vòng thi trước, thí sinh Phan Thị Tú Trinh trong đề tài truyền hình thực tế với lối dẫn dắt câu chuyện tự nhiên nhưng không kém phần tinh tế, giàu cảm xúc đã thuyết phục được hội đồng giám khảo, hoàn toàn xứng đáng giành tấm vé đầu tiên vào đêm gala tranh giải én vàng, én bạc. Và cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị, Thu Thảo, một người con từ mái ấm đồng cảm, không phải là con ruột của chị Thương, nhưng chị đã lo lắng cho em từ khi em còn rất nhỏ. Và vượt qua những khó khăn của mình thì Thu Thảo hiện đã là một tân sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đó là chúng ta cảm nhận được rằng với sự cố gắng của mình, chị Hoài Thương đã mang đến những công dân thật tốt cho xã hội, đúng không quý vị? Và chị ơi, đừng khóc, đừng khóc. Chị phải tự hào về những gì mình đã làm được, về một thế hệ mà chị thấy đó, từ mái ấm đồng cảm sẽ trở thành những công dân thật tốt của xã hội, đúng không chị? Em cảm ơn chị rất nhiều. Và quý vị ơi, một lần nữa xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để động viên cho những người phụ nữ Việt Nam với nghị lực phi thường như chị Văn Thị Hoài Thương. Xin được chúc mừng thí sinh Phan Thị Tú Trinh. Chúng ta có thể nhận thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của bạn Tú Trinh. Xin chúc mừng Tú Trinh. Kính thưa quý vị, khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã hỏi những người bạn của mình là các bạn có điều gì đặc biệt muốn giới thiệu với tôi về quê hương của các bạn. Và rất nhiều người đã nói đến đường hoa Nguyễn Huệ. Có thể nói trong 10 năm trở lại đây, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một biểu tượng về văn hóa trong những ngày Tết Nguyên đán của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự đây là một sự đầu tư của Ủy ban, chính quyền và nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra một không gian thật đẹp, thật đầy văn hóa dành cho không chỉ người dân tại đây mà còn cả những du khách tới đây thưởng ngoạn nữa. Kết thúc phần thi thử thách loại trừ, thí sinh đến từ Hà Nội, Bùi Đức Bảo đã xuất sắc vượt qua hai bạn còn lại để nắm chắc tấm vé là một trong hai thí sinh cạnh tranh ngôi vị cao nhất, đó là én vàng trong đêm gala. Đêm chung kết trao giải và gala kỷ niệm lần thứ 10 cuộc thi người dẫn chương trình 2013 diễn ra vào lúc 20:30 ngày 25 tháng 10 và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Chúc mừng bạn Bùi Đức Bảo. Và điều đó có nghĩa là Bùi Đức Bảo và Phan Thị Tú Trinh là hai thí sinh sẽ đến với đêm chung kết thứ 5 để tranh giải én vàng của cuộc thi người dẫn chương trình năm 2013.